Ngày 6 tháng 11, tin từ Công an huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa bắt vụ vận chuyển gần 500kg pháo nổ. Trước đó, qua nắm tình hình, khoảng 4 giờ ngày 4 tháng 11, đội cảnh sát kinh tế, ma túy, phối hợp với đội cảnh sát giao thông và công an thị trấn Ea Răng, huyện Ea Hờ Leo tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 74K5835 đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thùng xe tải chứa 150 hộp vuông có ký hiệu số 36, 120 hộp vuông có ký hiệu số 49 đều có chữ nước ngoài, với khối lượng gần 500kg. Tài xế xe tải là Nguyễn Sĩ Trường, 26 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh, người đi cùng là Nguyễn Sĩ Hùng, 31 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Tại cơ quan công an, Nguyễn Sĩ Hùng khai nhận, trước đây, Hùng quen biết với một người Lào, nên tháng 2 năm 2023 đã mua pháo từ người này đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Mỗi hộp pháo Hùng lời từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Mới đây, do có người ở Đắk Lắk hỏi mua nên Hùng nhờ Trường chở hàng đi và sẽ trả công 2 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thị trấn Ea Răng thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Hiện, công an huyện Ea Hờ Leo đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Sĩ Hùng về hành vi mua bán pháo nổ và đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.